Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Vũ Mạnh Hùng đã donate cho kênh qua Momo. Cảm ơn anh em Vũ Mạnh Hùng rất là nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Việt Hoàng, anh em Minh Quang và anh em Đức Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đợt này vào làm clip content khó thật sự anh em ạ. Các anh em Việt Nam chơi càng ngày càng hay, nên là rất là khó để có thể làm những content mà độc dị lạ. Đấy, tôi cũng đang triển khai một vài cái content liên quan đến các anh em mà hội viên 15. Tuy nhiên nó phải thực sự là rất là khó. Tôi có chơi thử một vài cái layup mà anh em yêu cầu, nhưng mà vào trong rank bây giờ người ta chơi hay là một chuyện, nhưng mà người ta cũng bám sát vào meta ấy. Thế nên là cái việc mà mình múa, mình chơi theo cái kiểu là biểu diễn thì nói chung là nó cũng phức tạp hơn đôi phần. Đấy, cần phải có một cái sự tập trung rất là cao độ là một. Thứ hai là cũng phải có một chút may mắn nữa thì mới may ra mình có thể làm những content đó được. Đấy, các cái đội hình mà nó không bám sát vào meta, nó không phải là meta thì thực sự là rất khó chơi. Bây giờ hiện tại nếu mà bám theo meta thì cái meta nó rất là mạnh. Đó, và nó cũng có rất nhiều những cái layup mà nó cân bằng để mà chơi ở trong meta này. Nó vừa mạnh mà nó vừa cân bằng. Cân bằng giữa các layup với nhau, nên là tự nhiên có một cái layup mà nó lệch ra khỏi quỹ đạo đấy thì nó sẽ khó chơi hơn. Đấy, nó khó chơi hơn tùy vào cái độ thông thạo. Đó, có ngày trước ấy, tôi làm content nhá, là tôi thường là đương nhiên là các anh em ra đề bài thì nó khó, nó khá là khó. Nhưng mà cái khoảng thời gian làm content thì mình cũng luyện luôn, mình luyện chơi cái bộ đấy luôn. Đến khi nào mà mình chơi hay thì mình sẽ được cái trận đấu mà top 1 thôi. Đấy, mình thông thạo rồi thì cái lúc đấy chơi thì nó cũng dễ được top 1. Nhưng mà cái vấn đề ấy là đấy là cái lúc mà mình còn luyện được. Chứ còn có những cái meta như meta này này, kể cả có luyện ấy, thì nó cũng vẫn yếu. Đấy, nhất là những cái đội hình mà nó quá yếu mà anh em yêu cầu. Trong khi đấy tôi cũng không phải là thần thánh. Đấy, tôi cũng chỉ là một cái người chơi, người làm content thôi. Tôi không có hack được. Tôi cũng không có biến một cái đội hình mà nó yếu trở thành một cái đội hình nó mạnh được anh em ạ. Cái đấy thì nó ngoài cái sức của tôi rồi. Đấy, tôi chỉ có thể biến một cái đội hình mà anh em tưởng là nó yếu, anh em chưa biết là nó mạnh, trở thành một cái đội hình mà anh em biết được. Đấy, và anh em thấy cái sức mạnh của nó. Thì đó là cái mà tôi có thể làm được. Chứ còn nếu mà tôi biến một cái đội hình mà nó thực sự nó rất là ỉa chảy luôn, nếu mà anh em động vào chắc chắn là anh em top 8 thì anh em đưa tôi thì anh em nghĩ làm sao mà tôi có thể đánh được top 1. Đó. Và chính cái vì cái điều đấy nên là tôi cũng xin là các anh em phải hết sức là cân nhắc khi mà đưa ra những cái yêu cầu cho cái người làm YouTube để có thể là làm cái content. Anh em có thể anh em yêu cầu được, ok tôi cũng có thể làm. Nhưng mà vấn đề là cái clip của anh em không biết đến bao giờ thì nó mới có thể nó thực hiện được. Và chính vì nó không thực hiện được nên là nó cũng sẽ rất lâu anh em có thể nhìn thấy nó ở trên kênh. Đấy, thậm chí là anh em có thể nói là không bao giờ. Bởi vì là có bao giờ là đánh được cái bộ đó mà để được top 1 đâu. Thế nên là cũng có một vài cái line up là cũng chỉ đánh top 2 thôi. Cố gắng để đánh được top 2 là lên được clip. Nhưng mà top 2 vẫn khó cơ anh em ạ. Có những cái đội hình mà nếu mà anh em đánh đố quá ấy, thì thậm chí là top 2 cũng không thể nào có thể đạt được ấy. Nhất là tôi là một cái người làm YouTube thì cũng có rất nhiều người khi mà gặp trong game ấy là rất muốn đấm tôi. Đấy, không chỉ có mấy cái thằng anti ghét tôi là muốn dí tôi đâu, mà cả các anh em fan. Anh em fan cũng rất là muốn là counter tôi ở trong game luôn. Anh em nhìn xem cái trận trước anh em cũng thấy. Cái video clip trước tôi up lên ấy, anh em thấy có rất nhiều người khi mà thấy tôi chơi Clay là xoay sang là chơi Witcher. Thế nên là cực kỳ là khó khăn khi mà mình chơi một cái lab nào đấy mà mình là cái người bình thường thì nó đã khó rồi. Đấy, mà mình làm streamer thì nó còn khó hơn nữa, nó khó hơn rất nhiều. Đấy, thì tôi hy vọng là các anh em sẽ cân nhắc để tìm ra một cái đội hình mà nó vừa đủ khó nhưng mà nó cũng không quá là low hope dành cho tôi nha anh em nhá. Đấy, chứ còn nếu mà khó quá thì thực sự là đánh đố. Đấy, nó sẽ là không phải là thử thách nữa mà nó sẽ là đánh đố khi mà tôi không chơi được. Và thậm chí là tôi không thể làm được thì nó cũng sẽ không có clip đâu. Đấy.
Một là tôi cố gắng thì tôi sẽ làm nó rất lâu. Hai là nó sẽ không thể làm được thì nó sẽ không có clip nha anh em nhé. Anh em hãy cân nhắc những cái line up mà anh em nhắm là vừa sức đấy đối với tôi. Cũng như là nó có một cái khả năng, khả dĩ, khả quan mà chúng ta có thể làm được. Chứ còn nhiều cái line up anh em nghĩ ra thực sự là nó quá khó. Đấy. Và tôi có thể lấy ví dụ một chút. Dạo gần đây thì cũng có anh em yêu cầu tôi một cái line up mà thực sự là khi mà mình nghe qua ấy, thì mình đã thấy là nó không thể làm được rồi. Nhưng mà thôi thì cũng thử. Cũng thử, đấy là anh em Đỗ Hoàng Hải. Anh em Đỗ Hoàng Hải, anh em có yêu cầu là cái gì? Là cái line up Ngũ Long Hóa Hình kết hợp với cả Kira. Thì thực sự là nó một cái đội hình mà nó quá chấp trời luôn. Và khi mà chỉ cần nghe thôi là biết là không thể chơi được rồi. Bởi vì làm sao? Riêng cái bộ Ngũ Long Hóa Hình nhưng nếu mà chuẩn thì phải đánh ở level 8. Tất nhiên là level 7 thì nó cũng đủ bộ, tức là 5 con rồng và một con phô lần. Đấy. Kết hợp với cả một con Drui. Nhưng mà nó chỉ là 5 con rồng thôi. Đấy. Và nó cũng chỉ là một cái con Drui để biến ra 3 sao thôi. Thì với cái đội hình như thế thì nó chưa làm lên cái sức mạnh của cái bộ Ngũ Long Hóa Hình. Mà cái bộ Ngũ Long Hóa Hình ấy, nó mạnh nó ở level 8 cơ anh em. Đấy, tôi là một cái người mà rất là thông thạo với bộ đấy luôn. Bởi vì chính tôi là cái người nghĩ ra cái bộ đấy. Nên là tôi cực kỳ là hiểu rõ cái sức mạnh của cái bộ đấy nó như nào. Cái sức mạnh của cái bộ đấy ấy, cái sức mạnh tới từ cái con Fallen và cái con Drui 3 sao ấy, nó chỉ chiếm tới 40% thôi anh em ạ. Còn cái sức mạnh thực sự của nó chính là cái việc là bắn trưởng ngay từ lúc vào game, hóa hình ngay từ lúc vào game. Và nó mạnh ở cái level 8, level 9 và level 10. Khi mà nó tăng cường khống chế thì những cái level 8, level 9, level 10 đấy, khi mà anh em nhét thêm đấy, nhét thêm dồn đam thì là có gì? Có già, có Thunder đấy, có những cái con 5 đô như kiểu bom. Hay là nhét thêm khống chế gồm có Medusa, có Phượng Hoàng, có Greater, Dominator. Đó, đó là những cái sức mạnh mà không có những cái bộ khác mà có thể là có được. Thì cái bộ Ngũ Long Hóa Hình nó có cái sức mạnh đấy, tức là vừa có một con gây đam và có một cái sức mạnh khống chế rất lớn. Vào phát là khống chế luôn, không có sợ bất cứ một cái gì nó có thể là gây ra để cản trở cái việc khống chế đấy cả, trừ bộ Greater. Tuy nhiên cái bộ Greater ấy thì chúng ta chơi kiểu con đường dồn đam. Tức là chúng ta sẽ bom này, rồi Thunder, rồi già vào một phát là bùm một phát là gần như là chết hết. Còn một cái con co thì cái con Fallen nó làm lốt. Đó chính là cái sức mạnh của cái bộ đó mà khi mà chúng ta gặp những cái bộ khác nhau để chúng ta counter. Ui giời ơi đồ. Rồi giờ cũng tạm. Nhưng mà round sau phải lừa kéo khéo. Round sau chúng ta sẽ gặp cái thằng chơi vơi đấy. Chỉ đích chơi vơi chưa gặp đâu. Đấy. Round sau gặp. Nhưng mà từ từ đã. Những cái round như này nó cần cái sự bất ngờ, cái sự đột biến thì mới cắt được chuỗi anh em ạ. Đội hình của tôi toàn một sao thôi. Nên là chúng ta cần cái sự đột biến. Đúng cái giây cuối cùng mới up cấp. Giây cuối cùng up cấp, vứt con này vào. Ok, đấy. Thế là đối thủ không kịp trở tay. Đối thủ không thấy tôi up cấp thì đối thủ sẽ là không up cấp. Là tôi up cấp vào giây cuối. Ok. Rồi, có ăn được cái chuỗi này không? Tất nhiên là ăn được rồi. Tương kế tự kế, chả nhẽ lại không ăn. Ờ. Rồi, xin cái chuỗi cái đã. Medusa này. Bây giờ là có một cái trò này nè. Dồn đồ cho Medu. Dồn đồ lấy đồ Kira, dồn đồ cho Medu xong rồi đánh cái con co là con Medusa này. Đấy, chơi Hunter bây giờ nó có kiểu chơi đấy. Và anh em thấy cái kiểu chơi đấy ở trong cái giải đấu Clan vừa qua. Khi mà LLL đã trình diễn cái bộ đấy khá là kinh khủng. Không biết hôm nay có cơ hội để làm bộ đấy không. Có đồ Kira thì làm được. Có đồ Kira làm được. Với cái điều kiện đấy chính là có đồ Kira là một này. Thứ hai là gì? Medusa lên được 2 sao. Còn không thì thôi cứ chơi súng thì cũng được. Chứ súng thì cũng vẫn meta thôi, vẫn meta cũ, meta cũ. vẫn mạnh, vẫn chơi được. Chủ yếu là
Chơi Hunter thì bây giờ nó cũng đang đấm được cái bộ Witcher anh em ạ. Meta Witcher chơi Hunter cũng ngon. Chơi được. Toàn một sao luôn. Một sao gánh luôn. Cái đội hình một sao này nó vẫn sẽ mạnh sau round 15 anh em ạ. À, tôi nghĩ là vẫn ok. Tôi nghĩ là sẽ vẫn ok đó. Đấy, còn bây giờ lại chia sẻ tiếp về cái vừa nãy đang nói dở đấy. Nói dở về cái bộ ngũ long hóa hình ý. Cái bộ ngũ long hóa hình nó chỉ mạnh khi mà nó có cái khống chế ở level 8, 9, 10 thôi anh em nhá. Là có cái sức dồn đam. Đấy, dồn đam mạnh thì nó mạnh. Đấy, cái bộ đấy là bộ đánh đôi công. Chứ nó không có một chút gì là phòng thủ. Nó không có một chút gì là có tăng cơ cả. Mà nó tăng của ở đây nó là công. Tấn công nó chính là phòng thủ. Khống chế nó cũng chính là phòng thủ. Nên cái bộ đấy nó mạnh. Là vì là làm sao lên được 8 kẹp thêm khống chế vào. Lên được 9 kẹp thêm dồn đam. Lên được 10 kẹp thêm khống chế thì nó mạnh. Đây rồi, súng lên được 2. Đấy, nó mạnh ở cái chỗ đấy. Thì ở đây anh em Nguyễn Hoàng Hải có yêu cầu nó là cái bộ mà chúng ta lại còn phải kết hợp với Kira nữa. Tức là riêng một cái slot Kira nó đã là mất một slot rồi. Vậy là chúng ta còn 9 slot. 9 slot thì khi mà chơi Kira ấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái con hiến tế để ăn. Để cái con Kira nó luốt thì nó mới có sức mạnh của con Kira được. Vậy nếu mà nó luốt ấy thì lại có hai cái sự lựa chọn. Một là luốt những cái con Drui. Ờ thì đam to thật sự đấy. Đam thì rất to. Nhưng mà hóa hình thì lại không biến được thành 3 sao. Nên là chúng ta sẽ có một cái lựa chọn thứ hai. Đấy chính là nuốt những cái con rồng. Nuốt những cái con không phải là những cái con Drui. Để mà biến ra những cái con Drui 3 sao. Nhưng mà như thế thì nó lại ra một cái trường hợp khác. Đấy chính là cái việc là sau khi luốt xong thì cái bộ 5 rồng nó chả còn cái ý nghĩa gì nữa. Bởi vì khi mà chúng ta đã luốt hết rồi. Một cái slot cho Velomancer luốt 4 con. Đó, tức là chúng ta mất tới 5 con. Đấy, trừ con phô lần nữa là chúng ta chỉ còn có 4 con. Và nếu mà có cái RO thì con phô lần nó hóa một phát là nguyên là có 4 con phô lần. 5 con phô lần ở trên bàn cờ. Đó. Vậy là chúng ta chả có một cái khống chế nào cả, chúng ta không có một cái Celeji nào cả để hỗ trợ. Chúng ta chỉ có nguyên một cái con Fallen Witcher và đánh chay. Và đánh chay thôi. Nó không có bất cứ một cái Celeji nào hỗ trợ luôn. Đấy, năm rồng thì không phát huy được cái sức mạnh của năm rồng rồi. Anh em có tin là nếu mà một cái con Fallen Witcher mà nó không cần năm rồng nó vẫn có thể hóa được nếu mà chơi theo cái kiểu đấy không? Là một mình con Fallen Witcher, sau đó là luốt năm con bất kỳ. Đấy, năm con bất kỳ và để 4 con Drui ở xung quanh. Thì nó vẫn có thể làm được cái điều đấy mà không cần thiết phải có 5 rồng. Bởi vì 5 rồng ấy nó chỉ có tác dụng duy nhất với một con. Đấy chính là con Fallen Witcher. Thế thì nói thật với anh em là thực sự là cái bộ đấy nó không thể nào mà có thể là mạnh được ấy. Không thể mạnh được. Và nó rất là lãng phí cái line up cái Celeji 5 rồng. Mà lúc đầu tôi cũng đã nghĩ đến cái điều đấy rồi. Nhưng mà rồi tôi vẫn cố để tôi thử. Và thử thì nó cũng đúng là như thế thật. Đấy. Nó không có một cái Celeji nào tác động lên cái con Fallen đấy cả. Và nó cũng sẽ không mạnh. Nó sẽ bị quay cho đến chết đấy anh em ạ. Đấy, thà rằng anh em chơi nếu mà chơi Kira ấy, anh em kẹp 4 bit vào. Anh em kẹp 4 bit vào nó còn ngon hơn. 4 bit kết hợp với cả Drui để luốt và Kira ấy. Đấy. Thì tôi nghĩ là nó còn mạnh hơn nữa. Nó còn mạnh hơn. Thay vì 5 rồng. Còn mấy cái con 5 rồng ấy thực ra chỉ để là thành là hiến tế thôi mà. Thế thà hiến tế bít còn hơn. Thà luốt mấy cái con bít vào. Sau đó để hóa mấy cái con 3 sao được rui. Thì nó còn khỏe hơn nữa. Đấy nên là anh em cân nhắc nhá. Tôi cũng đã comment ở dưới cái yêu cầu của anh em rồi. Và hy vọng là anh em sẽ trả lời lại xem là liệu rằng anh em có muốn cái bộ đấy nữa không. Nhưng mà nếu mà anh em cố mà để mà mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ đó thì tôi nghĩ là sẽ phải rất lâu nữa. Rất lâu nữa. Bởi vì là clip thì mình cũng phải ra hàng ngày mà đúng không? Nên là mình không thể nào mà có thể là một ngày chỉ có chơi một cái line up do anh em yêu cầu và nó không thể thực hiện được.
thì rõ ràng là cái ngày hôm đó tôi sẽ không có ra được bất cứ một cái video clip nào. Đấy, mà thời gian của tôi thì nó cũng có giới hạn thôi anh em nhé, chứ không phải là ngồi lì cả ngày để làm clip được đâu. Đấy, tôi cũng còn nhiều những cái công việc khác cần phải làm nữa. Đó, nên là một ngày tôi chỉ dành ra là 1 đến 2 tiếng, thậm chí là có ngày là không có làm được bất cứ một cái con game nào cả, không có chơi được bất cứ một cái game nào cả, bởi vì là có những cái ngày rất bận. Thường là một tuần tôi cũng chỉ chơi 3 buổi thôi, tôi chơi 3 buổi thôi. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì thường là sẽ làm cho cả tuần sau luôn. Đó. Thế nên là tôi cũng sẽ phải rất là cân nhắc xem là làm cái content nào, anh em yêu cầu cái bộ gì. Có nhiều anh em yêu cầu mà. Đó. Nên là tôi cũng sẽ phải chọn, tôi cũng phải có cái sự lựa chọn xem là bộ nào thường thì dễ sẽ làm trước, khó thì sẽ làm sau. Đó. Khó quá thì không làm. Khó quá thì không làm luôn. Dã man thật sự. Rồi. Ui, trời, nó dí cho tôi rồi. Thôi chết, không để ý. Xong rồi, mất chuối chẳng xa man à. Thế thì cũng căng nhỉ. Vừa lại cắt chuỗi thằng này bây giờ nó dí lại đấy. Quên mất cái bo góc ở đây. À, súng này. Được đấy. Thế là cái con súng này nó có khả năng lên được 3 sao à? Chẳng hạn chơi. Tôi cũng đã mua cái con Kira ở đây nhưng mà không ra được cái đồ Kira. À, bây giờ nếu mà chơi súng làm co. Súng làm co thay vì con Medu làm co. Con súng thì nó sẽ không kết hợp với Kira đâu nhá. Con súng nó kết hợp với Kira nó rất yếu. Bởi vì nó luốt quá nhiều quân. Mà cái bắn của nó thì nó không bắn lan được. Con súng này đánh đơn mục tiêu thôi. Nên là nếu mà tôi chơi súng thì thường là tôi sẽ không lấy đồ Kira như kiểu là đánh Medu đâu. Mà tôi sẽ lấy những cái đồ như kiểu mặt lạ điên. Mặt lạ điên, cướp điên. Thực ra nếu mà con này mà nó cầm cái cướp điên ấy, mà nó có mặt lạ điên thì nó đánh nó cũng như Kira luôn. Nó cũng khỏe như Kira luôn. Gấu này. Rao này thì thực sự là không muốn up cấp, không muốn roll. Nên là thôi, lóc lại thôi. Cái này rao này rao quái nên chúng ta nghỉ một rao đi. Còn bây giờ thì tôi sẽ cố gắng là form full 2 sao đã. Đánh cái level 8 đã anh em ạ. Bây giờ cái đội hình của tôi sau rao 20 là nó bắt đầu yếu rồi. Nó cần phải có full 2 sao. Trong lúc kiếm full 2 sao thì chúng ta sẽ kiếm được cái con Medu lên 2 sao và con súng thêm một vài con nữa. Có thể nó sẽ không lên được 3 sao nhưng mà nó vẫn sẽ ra. Để cái cơ hội lên được 3 sao nó sẽ dễ hơn. Không có đồ Kira. Đây nhỉ. Đấy, ôi giời, đèn quá anh em ơi. Đấy, mặc dù là tôi cũng đã cố gắng để tôi ra được cái món đồ Kira rồi. Đây, làm pha lửa nha. Lần này cố mà ra không ra luôn. Nhưng mà có cái MOM. Thế nên là thôi nha anh em nhá. Như này là chắc là thôi, từ bỏ cái Kira đi. Từ bỏ Kira thôi. Tôi nghĩ là sẽ chơi theo kiểu truyền thống ở trong cái meta trước. Đó chính là chúng ta lấy đồ cho súng. Chúng ta có MOM rồi. Thì bây giờ nó sẽ là cướp điên. Nó sẽ là bất diệt. Hai món đồ cam. Và cái con súng này thì nó cũng sẽ giống như một cái con mà có Kira. Chơi như này cũng mạnh mà. Đúng không? Chơi này cũng mạnh. Cái bọn Kira thực ra nó không phải là nó quá mạnh đâu anh em ạ. Nó cũng có một cái dở. Đấy chính là khi mà nó luốt bớt 4 con đi ấy, là trên bàn cờ ví dụ có 10 con đúng không, thì cái con co luốt 4 con đi thì ngoài con co ra là nó chỉ còn có 5 con thôi. Và 5 cái con đấy thì nó sẽ bị clear rất nhanh bởi những cái line up như là assassin chẳng hạn, thì hunter này nó rất sợ. Và nếu mà assassin vào thì tôi chắc chắn với anh em là chỉ xong trong vòng 3 giây thôi là tất cả những cái con trừ cái con co cầm cái đồ Kira sẽ chết hết. Và có một cái là nó sẽ rất sợ.
nếu mà cái con cáo hay cái con co của đối thủ mà có một cái bình minh, thực sự là rất sợ. Trong trường hợp mà đánh đồ Kira thì ít khi là người ta lấy được cái giáp sớm lắm. Rất ít khi người ta lấy được cái giáp sớm, cái giáp tìm ấy. Mà khi mà người ta không lấy được cái giáp sớm thì tức là nếu mà gặp... À đây rồi, ui dồi ôi, lại con súng nữa này, ok. Tức là thế nào? Tức là nếu mà không lấy được cái giáp tím sớm thì gặp cái bình minh của những cái bộ assassin nó tiếp cận vào sớm thì nó sẽ bị ứng im đến chết luôn, không bắn được phát nào cả đâu. Đấy, do là quân nó bị clear nhanh quá, có ít quân quá ở trên bàn cờ. Thay vì đấy, nếu mà chơi kiểu không Kira nhá, thì chúng ta có đủ 10 con. Chúng ta có đủ 10 con và cái con súng ấy, nếu mà lấy đúng đồ ấy, nó sẽ là cái bất diệt và cái cướp điên, thì nó cũng có một cái lượng đam nó cũng khá là to. Và nó đủ cái lượng đam để nó có thể bắn được, nó có thể clear được. Đấy, anh em thấy không? Nó cũng khá là mạnh ấy chứ. Gặp bộ Saman Metalist vẫn có thể là ăn được ngon. Ơ hay nhỉ. Cái ông chơi vơi này tôi cắt chuối xong rồi lại ông ấy lại cắt chuối của tôi, xong bây giờ tôi lại cắt chuối lại, cứ như là gửi tiết kiệm. Đến thời hạn thì rút ấy nhỉ. Được đấy. Đó. Cũng có cái hay đấy, nếu mà chúng ta lấy chuẩn đồ. Tất nhiên là để mà chơi cái bộ mà thuần vào không có Kira thì nó sẽ cần nhiều những cái món cam hơn. Nó sẽ cần nhiều cái món cam hơn. Cũng được, nói chung là cũng ok. Đấy, Witcher này. Gặp rất nhiều Witcher bắn nó như con luôn nhá. À, lại còn thế này nữa. Cái bộ mà Kira ấy, nó cũng, nếu mà đồ mà không chuẩn thì nó cũng rất là sợ Witcher. Bởi vì nó luốt hết những cái con xung quanh rồi. Nên là khi mà vào ấy, vào game, vào cái trận đấu là cái con Witcher nó sẽ dí. Và con co rất sớm. Con Medu ấy, Medusa. Thì khi mà nó dí vào cái con co rất sớm, con Medu nó không kịp bật, nó không kịp tăng mana. Thực sự là nếu mà không đủ đồ đam ấy thì nó sẽ rất dễ là bị toang, bị đẩy nhiều máu. Đấy, nên là lưu ý với các anh em mà định chơi cái bộ mà Kira Hunter là phải cẩn thận. Phải biết những cái điểm yếu của nó mà phòng tránh. Trong một vài trường hợp gặp những cái đối thủ như thế nào. Hoặc là các anh em mà chơi những cái đội hình khác mà anh em gặp cái bộ đấy thì phải counter như nào. Counter thì anh em đừng có kẹp cọc kẹp kiếc gì cả, mất thời gian. Anh em cứ kiếm cho tôi cái bình minh. Cái bình minh là một cái rất là dễ. Khi mà nhìn thấy là đối thủ chưa có cái giáp tím thì lấy cái bình minh là rất là ok. Còn nếu mà có cái giáp tím rồi thì vẫn có thể lấy bình minh được. Nhưng mà anh em phải lấy thêm cái trừ giáp nữa. Khi mà anh em tiếp cận anh em trừ giáp đối thủ thì đối thủ bật cái giáp lên. Và sau khi đối thủ bật cái giáp lên, giải toàn bộ cái hiệu ứng xấu, thì lúc đấy cái bình minh nó sẽ phát huy hiệu quả, nó sẽ không giải được cái lần thứ hai anh em nhá. Tức là sẽ bị một cái lần đầu tiên chạm vào là nó sẽ giải được, nhưng mà cái lần thứ hai thì nó sẽ không giải được đâu. Cái giáp tím nó cũng chỉ giải được hai lần thôi. Hai lần, một là cái lúc mà vừa mới có hiệu ứng xấu lên người. Còn cái thứ hai, cái lần giải thứ hai của cái giáp tím, đó chính là cái lúc mà máu nó xuống thấp thì nó sẽ được một cái lần giải thứ hai nữa. Thì chỉ có hai lần giải thôi. Thế nên là vẫn có thể dùng bình minh để chơi được. Cái bình minh rất là hiệu quả. Đấy là trong những cái trường hợp mà anh em một co đánh gần, còn co đánh xa thì nó sẽ khó hơn. Co đánh xa thì gần như là không có, không có cửa. Nói chung là chơi là chỉ có co đánh gần chơi assassin thôi, dứt điểm cho nhanh. Đây là assassin này. Bớ vào ngay cả hàng sau con súng luôn. Trận này có assassin rất là khó luôn. Ui, 9 xin à. 9 xin à, đánh vào level 10 à. 9 xin đã đánh vào level 10 rồi. Càng đấy. Trận này có 9 assassin hàng real kết hợp với con gấu assassin 2 sao. Đương nhiên là con súng này của tôi nó phải lên 3 sao thì nó mới cân được. Còn 2 sao, con này nó rất mỏng.
Anh em thấy máu của con này nó chỉ có 900 máu thôi. Gần như là bất cứ một cái con assassin nào nó chạm nhẹ vào người con này là con súng này của tôi là nó đi đời luôn. Phải có cái bất diệt. Trận này tôi sẽ hy vọng là ở ra 30 nó sẽ ra cái món đồ xanh dương cuối cùng. Và đấy nó sẽ là cái hy vọng cuối cùng để ra cái món đồ Kira đấy anh em. Còn cái round 30 mà nó rơi ra cái đồ mà không phải Kira thì trận này là không chơi được rồi. Chúng ta sẽ chơi như cái meta cũ. Chơi như meta cũ thôi. Và tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được cái thằng này nếu mà chơi theo meta cũ. Được. Đấy, vẫn ăn được mà. À, là có bất diệt. Nó có bất diệt. Tôi chưa có bất diệt thôi. Có bất diệt là ăn được. Có bất diệt là sẽ ăn được. Yên tâm. À, hồi đầy rồi. Tsunami. Mà chính ra nhá, trận này mà chơi bằng Kira thì cũng không mạnh đâu anh em ạ. Anh em thấy là tôi toàn 1 sao luôn. Chỉ có mỗi con súng là sắp lên 3 sao thôi. Còn lại toàn 1 sao, Medusa vẫn 1 sao. Mà trong cái bộ Kira thì con mạnh nhất cho vào là chính là cái con Medusa 2 sao. Để cầm đồ thì nó mới mạnh được. Chứ còn những cái con khác thì nó yếu lắm, kể cả con súng. Ok, vẫn giữ 50 máu, thế là tốt rồi. Mặc dù gặp rất nhiều cái line up khá là kinh khủng. Khá là counter vào cái bộ này. Ok. Thằng này còn kẹp đá vào để counter tôi luôn ạ. Vãi đái. Kẹp đá để counter vào Hunter. Cái này nhỉ. Ui, đẩy gần chết rồi. Chắc phải roll súng 3 luôn ở level này thôi chứ còn chắc là không có cửa. Chắc roll luôn anh em ạ. Cho hết tiền cũng phải lên được con súng 3 chứ nhỉ. Hai mươi giây nữa, cố nào. Gấu ba này không kịp. Cay thật. Medusa vẫn chưa lên 2 sao, súng chưa lên 3 sao, sắp đi rồi. Round này chắc còn một chút máu, 33 máu thì tôi nghĩ chưa chết được luôn đâu. Ui ơi, gặp Saman ạ. Vãi đài, gặp Saman. Nhưng mà có vẻ như là Ok. Saman của chúng tôi đi luôn không? Ui rồi ơi, đi luôn. Vãi cứt. Ok, vẫn chơi được. Máu vẫn đang là nhiều nhất. 33 màu, mặc dù là mấy cái quả bị đẩy vừa rồi là có nguy cơ là bay màu. Khá sợ. Khá là run, phải roll xuống con 20 tiền. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là round sau tôi cũng sẽ phải khô máu để lên súng 3 thôi. Chứ cái tầm này thì chịu rồi. Lên 10 nó khó lắm. Lên 10 tầm này bây giờ kẹp cái gì vào đâu? Chả kẹp cái gì. Kira không có. Kẹp cọc à? Bây giờ lên 10 chỉ có kẹp cọc thôi. Có lên được 10 thì kẹp thêm cái cọc vào. Nhưng mà tôi sẽ không lên 10 khi mà con súng nó chưa lên 3 đâu. Chắc chắn là thế. Súng này phải lên 3 thôi. Đã đạt đến cái giai đoạn mà nó phải bắt buộc nó phải lên 3 sao. Không lên 3 sao thì súng hố đâu. Ok. Giáp trừ tà. Hay là bố bình minh nhỉ. Saman chết rồi anh em ạ. Không cần dùng giáp trừ tà nữa. Cũng không cần BKB đâu. Lấy bố bình minh này chống assassin này. Con nào bay xuống tiếp cận là bị dính cái tool luôn. Đó, hợp lý. Đánh bây giờ phải chiến với cả assassin nên là chúng ta phải lấy đồ chống assassin thôi. Có lẽ tôi sẽ đổi một cái món xanh dương nữa. Biết đâu ra Kira nhé. Yeah. Ui rồi ôi, đen thật. Cả cái trận đấu không có một cái món đồ Kira nào luôn. Thôi thế thì phải khô máu súng 3 vậy. Súng ơi, ra đi. Không ra là toang luôn đấy. Cứ tưởng súng nhưng mà lại là Medu. Không ổn rồi. Không ổn thật rồi. Ra này có trụ nổi không nhỉ? Gặp xin nó lại hơi toang ấy. Gặp xin thì sẽ phải kẹp cọc vào. Xong rồi dâng đội hình lên.
À đấy, cái bộ này nó có một cái hay, đó chính là chúng ta kẹp cọc và chúng ta dâng đội hình lên thì đẩy được cái cọc xuống dưới. Còn nếu mà chơi Kira, ôi từ từ đã nhá, thằng này nó cũng kẹp đá vào nó ăn tôi anh em ạ. Vãi đài, mày kẹp đá vào ăn ai? Mày kẹp đá vào ăn ai? Rồi, vẫn chiến được, mặc dù súng bây giờ mới có 2 sao. Lên level 10 kẹp cọc, nó là hợp lý. Đổi lốt một phát nữa nhá, xem có đồ Kira không. Nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ anh em ạ. Kẹp cọc vào đây. Cái này nó có một cái rất hay đấy là chúng ta kẹp cọc vào, chúng ta có thể đẩy cái cọc xuống dưới. Còn nếu mà Kira ấy, anh em kẹp cọc vào, anh em không đẩy được cái bộ cái cọc Kira xuống dưới đâu. Anh em ăn hết quân rồi nên là cái Kira nó sẽ xuất hiện ở ngay bên cạnh thôi, nó không xuống dưới được. Chính vì thế các assassin nếu mà chơi Kira thì hay bị bớ vào như thế. Đây rồi, mày bớ hụt cái. Ơ kìa, cọc ra lại ở bên này. Ơ kìa, chán đời. Ơ tại sao lại cọc nó lại ở đấy nhở? Điêu thật. 24 máu luôn ạ. Mẹ, ác thật sự. Súng 3 ơi, hết tiền luôn anh em ơi. Còn một con, còn một con. Từ từ nhá, về lo một tí chắc bán. Bán lấy tiền roll. Không lên được 10 rồi. Ok, chúng ta dù sao thì cũng lên được cái con súng lên 3 sao. Không lên được 10. Và cũng không có Kira luôn. Trận này tôi khô máu lấy cái Kira mà không có anh em ạ. Nên là bây giờ chúng ta chỉ toàn đồ xanh dương thôi, không có một cái món đồ cam nào cả luôn. Món đồ tím thì có đúng một món là nó cho. Khổ thế chứ lị. Nhưng mà gặp cái thằng Witcher này thì tôi nghĩ là vẫn ăn thoải mái thôi. Đấy, mày bị hack. Ok, hack đến chết à? Hack đến chết luôn ạ. Điều là dự. Bị hack trúng vào con phù lần, thế là thôi xong, toàn. Được đấy nhỉ. Súng 3 rồi. Súng 3 rồi, căng thẳng thật sự. Ai sẽ là cái người ra đi trước? Bây giờ máu như nhau rồi, tôi không lên được 10 rồi. Tôi sẽ phải đấu với hai nhà ở level 10. Tôi đánh ở level 9 rồi. Kẹp cọc vào anh em nhá. Round này là chúng ta sẽ gặp là assassin đấy. Nên là phải kẹp cọc vào ngay. Kẹp cọc hạ cọc xuống dưới thấp. Lần này chắc là nó sẽ không, cái cọc nó sẽ không xuất hiện ở bên cạnh đâu. Hiện tại đang thiếu đồ để đổi ra đồ tím. Thiếu một đồ. Từ từ đã. Đợi một thằng chết vậy. Rồi, assassin. Ơ cái cọc sao lại đứng ở bên này? Chán thật. À không không không, không sao không sao. Cạnh con súng rồi cũng được. Cái cọc cạnh con súng rồi, được rồi. Được rồi bạn ơi. Ớ thoát. Thoát chết. Được đấy. Thế thôi nhỉ. Chắc là không có đồ Kira đâu. Ok, vậy là chúng ta round sau chúng ta sẽ gặp lại assassin. Và round sau tôi có thể up cấp lên được level 10. Ở level 10 chúng ta sẽ kẹp được hai đỏ và thêm một cái khống chế đến từ cái bộ Saman. Và nếu mà nó hên mà nó hack đúng vào cái con co của đối thủ thì chúng ta ăn. Đấy, chơi cái bộ này cũng hay ở cái chỗ đấy. Nó hack trúng vào co đối thủ là ăn. À, được. Đổi tiếp một món cam không nhỉ? Đổi món cam đi. Nào này tôi sẽ đổi lấy món cam. Bây giờ mà đã đổi là đổi cam luôn. Đồ cam chứ không chơi đồ tím, tiếc nữa. Này đủ 7 điểm rồi, tức là hy sinh lùn à? Rồi. Chả cần lùn. Ủa, tiếp cận và sát thôi mà, không cần lùn đâu. Đấy rồi. Bọn nó dí sát người làm sao mà chúng ta có cái hiệu ứng của lùn được. Đánh lùn chỉ đánh mấy con đánh xa thôi anh em ạ.
Và đây mấy cái con assassin nó sồ vào người thì chúng ta phải có những cái món đồ phòng thủ. Ok. Rồi yên tâm ở đấy. Lần này chúng ta gặp lại assassin anh em nhé. Tiêu diệt cái thằng assassin. Rồi lại đây. Đâu đâu. Cáo à, dồn đồ cho cáo. Dồn đồ cho cáo à. Lại đây. Ôi giời ơi. Xong. Cả hai bên luôn. Cả cái sân của cái nhà Witcher cũng đi luôn. Quá tuyệt vời. Hunter vẫn có chỗ đứng anh em ạ. Hunter này không hề chơi Kira. Trận hôm nay đen. Rèn đồ bao lần nó không ra được cái món đồ Kira nào anh em ạ. Mà chơi được cái kiểu ngày trước, chơi ở meta trước đây khoảng một mùa gì đấy. Chúng ta chơi, chúng ta dồn toàn bộ đồ cho súng, lấy MOM bất diệt. Quá tuyệt vời. Vẫn có thể chơi được ở trong cái meta này với những cái bộ đang hot meta. Giờ anh em thấy hay để tôi like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem vua quạt trả quay trở lại. Còn chúa quỷ nó quạt cực kỳ mạnh luôn. Với 10 giây quạt trả thì toàn bộ đội hình địch đã bay màu. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà tôi chơi Goblin. Lâu lắm rồi chưa chơi. Goblin cũng đã quay trở lại rồi anh em ạ. Rất khỏe nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.